Xin chào tất cả mọi người, đã quay lại với kênh bonsai tự nhiên của mình. Lại là mình đây các bạn ơi, mình là bonsai tự nhiên đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp là một cái cây lộc vừng các bạn. Dạo này chỗ mình mưa quá, nên mình cũng chẳng có lấy phôi hay làm cây được các bạn. Đây là cái mấy cái cây mà mình có làm mà mình quay lại này, mà nó xấu quá nên là mình cũng không có chia sẻ cho các bạn coi luôn. Nhưng mà bây giờ nói chung là mưa gió thì nó cũng hết clip rồi, nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm một cái cây mà nó xấu mà hiện giờ nó hoàn thiện nha. Cây này thì gần như là các bạn chơi thì lúc nào cũng bắt gặp được cái cây này các bạn, thẳng lên như có hai chán như cái nặng ná đây. Lúc đầu thì mình chắc mình cũng có lộc chi rồi, là mình uống giờ mình đầu tiên là mình uống mình định hình nó trước nha. Cái này thì mình uống cũng lâu rồi, bây giờ mình có làm lại lần hai, mưa gió nên là mình có đem vào mình quấn sơ lại lần hai đó, mình làm luôn cái video mình gửi cho các bạn coi luôn. Tại mưa gió mình không có đi làm được gì các bạn ơi, phôi lấy cũng được mà làm coi làm cũng được, trời mưa dữ quá nên là từng đây mình ít ra video là dạy các bạn, không có thời gian mà. Được rồi, mình có đi lấy phôi trồi bồi mình gửi các bạn, nhưng mà mình không có đem theo máy quay nên là mình không có quay lấy phôi trồi bồi ha. Dạo này anh em cần phôi sim với phôi trồi bồi nhiều quá, mà trời mưa gió là mình không có đi lấy được. Rảnh là mình sẽ đi lấy, mình giao cho mấy anh em hết. Này thì mình tin là gần như là bạn nào cũng có thể là bắt gặp được một cái cây lộc vừng như thế này. Những cái lộc vừng nha, mình là toàn hàng khai thác tự nhiên hết nha các bạn, không có cây nào mà mình trồng cây ươm cây con lên hết. Có mấy cây có tàn mà mày thân cỡ như này thôi, cổ tay như này thôi ấy, mà mình đỡ tàn bây giờ nó ra bông tua rất là dài luôn. Đồ hôm nào mình có đăng lên chia sẻ cho các bạn coi nha. Nó sung á, nó ra muộn các bạn ơi, mùa này là hết mùa bông lộc vừng rồi. Nó sung nha, mình trồng sâu nè, mình về mình check cơ. Xong giờ nó sung nó bung rất là nhiều luôn. Giờ mình có thơm một tí phân á. Mình tin là cái cây này thì gần như là các bạn nào cũng từng gặp và trải qua luôn. Một cái cây phôi không có được đẹp, nhưng mà để làm một cái cây hoàn thiện thì đỡ cho sau này chơi thì cũng được các bạn. Làm cây thì nó có thời gian các bạn ơi, một năm hai năm thì nó cái cây nó chưa có rút đâu các bạn. Đỡ chơi thì được chứ mà đỡ mà nói đẹp thì nó chưa có đẹp đâu các bạn ơi. Có một cái cây đỡ bàn ha, để mình tưởng tượng ha. Làm thì có cây xấu cây đẹp các bạn, mà cây nào mà xấu mà các bạn mà có thể làm lên nó đẹp thì cái đó là nó công ký rất là trầm trầm các bạn ơi. Cái này mình làm cái này thì các bạn xem thử cho mình một chút ý kiến nha. Đây là mình quay chi tiết luôn, không có bỏ một cái gì hết. Để mình loãng mình chi tiết một cái cây mình nó đơn giản cho các bạn coi luôn. Dòng lộc vừng thì nó phát triển, nếu mà chăm sóc đúng cách thì nó phát triển nó cũng nhanh lắm các bạn. Đây là những phôi mình lấy ở những cái chỗ cái đắp sinh này các bạn. Nếu mà các bạn xem video cũ thì sẽ thấy là da nó đen đen như này các bạn ơi. Gần như là mình lấy là nó ở đắp sinh nó đen hết vậy đó các bạn.
Ở này thì nó vậy thôi các bạn ơi, nó cũng không có lít léo hay nó phức tạp gì hết. Giờ coi thì nó thớt nó sẵn rồi, giải rồi thôi chứ mình đâu có dễ được nó đâu mà. Sau này mình cắt rút chi rồi mày nó ra nó cắt đi ha. Các bạn xem thì cho mình xin một chút ý kiến nha. Mình bỏ ngay cây thế này thì có ổn không các bạn? Cái này thì gần như là ai nếu mà chơi coi thì cũng đều gặp vào những cái coi như thế này. Này là cái cách mà mình uống một cái coi mà nó cái dáng phổ thông luôn các bạn ơi. Ở đâu cũng gặp hết. Cái coi này cái chỗ nhánh con này thì mình nó lớn này mình đỡ cũng được mà không đỡ cũng được nha các bạn. Chắc thì nó còn nhìn cái đó cho nó đẹp ấy. Còn đỡ thì mình chơi nó tàn này nó chơi lúc đầu rồi. Sau này nó không có phù hợp thì mình có thể mình đập bóp chi đi nha. Theo thời gian nghỉ coi nó sẽ trông hay coi lại nha các bạn. Xong rồi các bạn ơi, đây này các bạn, cái này mình đỡ cũng được hơn tháng rồi này, giờ nó bung ra tùm luôn các bạn. Mình có vào thêm đất và thêm một tí phân, mình quăng cái gốc lại cho nó ú với nó bung ra nhanh này. Giờ nó bung rất là mạnh luôn. Chỗ mình mưa quá mình mới lấy vô mình quấn lại cho coi này. Bị áp thấp nhiệt đới là mưa bữa giờ từ 4-5 ngày rồi các bạn. Mưa rất là lớn luôn. Cái này nó cũng theo cái dáng định hình ban đầu của mình rồi, giờ mình quấn lại tỉa lại sơ thôi. Giờ mình hãm lại những cái nhánh chi cành mà mình không cần thiết thì không thể nó vươn ra hết nha. Cái này mình chưa có tháo dây các bạn, đợi nó thêm một tháng nữa rồi mình sẽ tháo dây rồi mình đi dây lại nha, mình uống lại thêm lần nữa. Nó một cái dáng phổ thông thì bây giờ nó chỉ giả thôi các bạn, nuôi cây cành và rút chi thôi chứ còn không có dễ được ấy. Nếu mà coi lấy cái léo thì mình có thể mình nói được bộ khung của nó vốn dĩ nó dài rồi. Đây là những mấy cái cành chi nhỏ này, lúc mình thả mình không có uống này, thả rừng thì nó bung rất là mạnh nha các bạn. Mình không vào dây là những cành không vào dây là nó bung rất là mạnh, là nó cái đỉnh không, nó cái cành đó mình không có uống ha. Lúc đầu nó chỉ có một mấy cây mà một tháng bây giờ nó bung ra thấy không? Rất là dài luôn. Những cành mà mình không cho nó lớn nữa mình sẽ bấm đục cho nó hãm lại nha. Mình chưa sơ thôi cho cái này nó gần như là nó theo cái cây hình dạng định hình ban đầu của mình rồi các bạn. Các bạn xem thì thấy thế nào thì cho mình xin một chút ý kiến nha. Từ một cái cây mà nó lúc đầu tới bây giờ, cái này là tầm 6 tháng rồi các bạn, 5-6 tháng từ lúc mình lấy phôi rồi nuôi phôi, mình có bấm bấm đột một lần cho nó tạo chi dâm rồi uống định hình. Sau đây là 1 tháng rồi, giờ mình tiếp tục là mình uống những cành mà nó ra lại này, thì mình tiếp tục bấm một lần nữa ha. Cái này thì mình cứ chơi lùng lùng này thôi, không cần phải đỡ lên cao các bạn, tại chi cành nó có nhỏ mà.
không cần phải đỡ nó dục mình quá, chỉ cần nuôi cái đỉnh cho nó lớn tí nữa nó cân đối cái coi là ok rồi nha các bạn. Đâu nào mình muốn lại thì mình sẽ làm mấy cái cách lại luôn nha, mình đục lại nha, mình đục đó mình người ta kêu chèo lại cho nó cân đối cái coi nha các bạn. Các bạn xem thì thấy thế nào thì cho mình xin một chút ý kiến nha. Các bạn thấy trời mưa quá trời luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi kênh của mình nha. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.